Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 nâng cấp cực chất và đầy biến hóa trong tổng thể cái xác số 4. Cái chiếc Exeter 135 cái đời đạt 2001 được đột kiển dưới đây có lẽ có các bạn đột sắc ấn tượng với cái dàn áo của Exeter cái đời năm 2006. Mẫu xe con tai hệ đầu với hộp số 4 cấp đi cùng đó là những món đồ chơi chuyển giá trị được các đăng xe một cách hợp lý, mang lại cái đẹp đơn giản nhưng đầy vi diệu. Xem tổng thể ta thấy cái chiếc Exeter 105, tuy nhiên trong clip hôm nay chỉ nhắc về một cái chiếc Exeter 105 LC với cái màu đỏ đen mà thôi. Lốc máy chắc hẳn cho chúng ta thấy rằng đây là lốc máy của chiếc Exeter 135, cái đời là từ năm 2001 đến 2004. Tuy nhiên vì yêu thích cái đẹp của thời đầu mà người chủ đã xuống cái dàn áo của Exeter 105 2006. Phần đầu đơn giản hơn với hai phía tay lái là bao tay Dino, mặt nạ chỉ biển số Titan trước hướng một cách từ Indo. Cho là một mẫu xe khi mà tốc độ nên chắc hẳn động cơ được độ máy lên mới trang bị cái cụm tăng tốc Puma Racing, với hành trình ra được gút canh chảy giúp chiến mã để bay nhanh hơn. Trang bị bên dưới là đồng hồ AX2N theo dõi cái vòng tua dễ dàng hơn, cũng như những thông số cụ thể về bấm bình, nhiệt độ, thời gian vân. Do là một cái mẫu xe thiên về mật độ nên người chủ đã trang bị cho lực sườn Hybro giúp phần đầu ổn định hơn khi chạm ngưỡng tốc độ cao. Dàn chân trở nên mỏng manh hơn rất nhiều khi người chủ thay thế bằng đúc bằng cái niềm nhôm bánh căm. Việc chơi bánh căm niềm nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, chạy tốc nhanh hơn. Hệ thống truyền tải ống ánh sắc vàng trong việc hướng kiển, phục lò xo tím giúp chúng ta nhận diện rõ hơn đây là cái phục Raceboy bình dầu rời. Việc trang bị mẫu phục này đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho một địa hình, mang cái sự êm ái tối ưu nhất. Bản độ đơn giản đến từ một Baker Bạc Liêu. Exeter 110 nâng cấp xinh tươi hơn, khoe dáng trong nắng chiều. Cái chiếc Exeter 110 là một cái dòng xe con tay rất được nhiều người tiêu dùng yêu thích, mang trên mình vẻ đẹp hoàn mỹ từ ngoại hình cho đến phần động cơ. Tuy nhiên với những tay chơi thì vẻ đẹp nguyên thủy không bao giờ được chấp nhận. Đó là lý do những bản đột kiển ra đời hàng loạt. Và cái chiếc Exeter 110 đột kiển như đây cũng là một dẫn chứng cụ thể. Dàn đầu xe độ là nơi hút hồn nhất với rất nhiều sự chú ý nhờ vào cái sự sáng tạo từ người chủ. Khi dùng cái dàn đầu NVX tạo một điểm nhấn, kết hợp cùng với thắng CRC cạc bumper, bao tay Barracuda, phần mặt nạ được trang bị LED L4, một kẻ thù vuông tối. Chàng chân trước ở dụng cái dàn của Exeter 135 năm số, đĩa Gaffer 245, theo dòng Rainbow lục lớn 2 bít đá xứng. Nhìn ngắm gần hơn cần số ta thấy được chân trống chân xì các gột cô sô. Chàng chân sau là nơi được rất nhiều sự biến hóa nhất, không còn nhận ra đây là cái chiếc Exeter 110 bao gồm cái cắp nhôm BTT kết hợp cùng chiếc cái phục YS bình dầu rời, mâm kiểu L3 trong từng góc cạnh mâm nằm xen kẽ nhau tạo thành một hình thù là khá đẹp. Phần dè sau của Sonic nhanh vô tiếp nhỏ gọn thay thế cho cái sản phẩm nguyên bản là quá to lớn và hay bị dễ đẩy. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, share và subscribe.